Dược mỹ phẩm chăm sóc da tự nhiên Organic sản xuất tại Hoa Kỳ, đúng tiêu chuẩn chất lượng an toàn FDA và USDA, không sử dụng các chất hóa học có thể gây ung thư, viêm nhiễm cho da. Eileen Mai, với hơn 50 sản phẩm khác nhau từ các sản phẩm rửa mặt, nước hoa hồng không cồn, các loại tẩy tế bào da chết, serum đặc trị, kem dưỡng ẩm và chống nắng 5 trong 1 không nhờn, mặt nạ nuôi dưỡng cho đến các sản phẩm chăm sóc mắt, môi, cơ thể và các sản phẩm chuyên nghiệp cho spa, beauty salon. Quý vị chắc chắn sẽ chọn được cho mình loại dược phẩm chăm sóc da tự nhiên, organic, an toàn và thích hợp cho nhu cầu và loại da của mình. Tìm mua Eileen Mai tại các đại lý mỹ phẩm khắp nơi hoặc qua internet tại khoedeptuyen.com. Thanh Thúy chào đón quý vị khán giả đài truyền hình Việt Face TV đến với chương trình Talk Show Thương mại hàng tuần. Chúng ta cũng biết đó, chúng ta luôn luôn làm cái gì đó có thể để cho làn da của chúng ta khỏe mạnh. Thế nhưng một vài mỹ phẩm thì không phù hợp với làn da của quý vị một chút xíu nào. Hôm nay Thanh Thúy xin mời quý vị đến với một người chuyên viên chăm sóc da, cũng là người đại diện của một hãng mỹ phẩm Mỹ, Eileen Mai, chị Thoại Trân. Chào Thoại Trân, hôm nay em khỏe không? Dạ em khỏe, em chào chị Thanh Thúy. Chào đón em lần đầu tiên đến với đài truyền hình Việt Face TV nha. Dạ, Thoại Trân xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình Việt Face TV. Dạ. Chị có một câu hỏi với em, hiện giờ có rất là nhiều skincare mỹ phẩm trên thị trường. Em có thể nói sơ lược về hãng mỹ phẩm Mỹ Eileen Mai được không? Dạ, hãng mỹ phẩm Eileen Mai là một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc da với các chiết xuất từ hoàn toàn từ tự nhiên và organic theo đúng tiêu chuẩn chất lượng của FDA và USDA nên tuyệt đối an toàn cho người sử dụng với chị. Và các sản phẩm chăm sóc da của Eileen Mai không sử dụng các chất bảo quản parabens hoặc các chất hóa học khác có thể gây ung thư, dị ứng hoặc viêm nhiễm cho da. Hiện giờ chị tin chắc rằng những cái mỹ phẩm mà thiên về thành phần tự nhiên và hữu cơ bao giờ cũng tốt hơn. Em có thể chia sẻ tại sao là chúng ta phải sử dụng những cái thành phần thiên về tự nhiên và hữu cơ? Dạ, cái việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da thiên về tự nhiên và hữu cơ luôn luôn tốt cho làn da cũng như là sức khỏe của quý vị. Như quý vị cũng biết là da của chúng ta hoạt động theo cơ chế thẩm thấu, do đó tất cả những gì mà mình thoa lên trên da của mình đều có khả năng đi vào cơ thể của chúng ta. Do đó khi mà chúng ta dùng các sản phẩm chăm sóc da với các chiết xuất thành phần tự nhiên từ các tinh dầu của hoa, của các loại hạt quả vân vân, thì các thành phần đó nó sẽ cung cấp các vitamin và khoáng chất để giúp bảo vệ, nuôi dưỡng cái làn da của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn mà lại không gây bất cứ các phản ứng phụ nào có hại đến sức khỏe của chúng ta. Thì việc dùng các sản phẩm chăm sóc da từ tự nhiên và organic như vậy rất quan trọng. Yeah. Những mỹ phẩm Eileen Mai hiện giờ đang carry những sản phẩm nào, và em có thể chia sẻ là những cái thành phần tự nhiên cũng như là công dụng của những mỹ phẩm, sản phẩm mà hiện giờ đang bán chạy nhất của Eileen Mai? Dạ, Eileen Mai có đủ các sản phẩm chăm sóc da từ rửa mặt cho tới serum, kem dưỡng ẩm vân vân. Thì để đi vào chi tiết một chút xíu, thì đầu tiên là các loại sản phẩm rửa mặt, thì Eileen Mai có sản phẩm rửa mặt. Có sản phẩm giúp tẩy trang cho mắt không dầu. Thì cái sản phẩm rửa mặt mà rất nhiều quý khách hàng của Eileen Mai yêu thích đó là cái Total Cleanser. Thì đây là cái sản phẩm rửa mặt thích hợp cho tất cả mọi loại da, kể cả da nhạy cảm và mọi lứa tuổi luôn. Tất cả tuổi nào mình cũng có thể dùng được cái sản phẩm rửa mặt này. Nó giúp rửa sạch mặt, da, cái làn da của chúng ta, tẩy trang và rồi nó giữ cung cấp cái độ ẩm cho da của mình chứ không làm mất khô da. Thì sau khi rửa mặt xong thì chúng ta cần phải sử dụng nước hoa hồng. Thì Eileen Mai có các sản phẩm nước hoa hồng của Eileen Mai là hoàn toàn không chứa cồn và nó được chiết xuất từ các thảo dược tự nhiên. Do đó nó sẽ giúp là cân bằng độ pH cho da của chúng ta và rồi nó còn cung cấp thêm các khoáng chất và vitamin để giúp cho da của mình được săn chắc và mịn màng hơn. Rồi kế đó thì các sản phẩm chống nắng là sản phẩm rất cần thiết cho chúng ta dùng ban ngày. Tất cả chúng ta nên luôn luôn phải dùng kem chống nắng vào mỗi ngày, trời mưa hay trời nắng chúng ta cũng đều phải nên dùng kem chống nắng. Thì kem chống nắng Eileen Mai nó có thành phần vitamin C là chất chống oxy hóa rất là tốt, chất chống lão hóa và lại là có giúp làm sáng da cho chúng ta. Cái kem chống nắng và Eileen Mai này
Nó là một cái kem dưỡng đa năng ban ngày, tại vì nó sẽ giúp dưỡng ẩm cho da của chúng ta, nó chống nắng, nó giúp chống oxy hóa, chống lão hóa và nó làm sáng da cho chúng ta. Do đó đây là một trong những cái sản phẩm bán chạy nhất và được ưa chuộng nhất của Eileen Mai. Rồi sau đó thì buổi tối thì chúng ta có các loại serum cũng như kem dưỡng ẩm ban đêm. Thì serum và kem dưỡng ẩm buổi tối thì trong đó cái sản phẩm đầu tiên mà Thoại Trân cần phải nói giới thiệu đến quý vị đó là sản phẩm Hydra Boost Collagen Complex. Thì đây là sản phẩm dưỡng da rất là hiệu quả. Khi quý vị thoa vào da của mình nó không bóng nhờn, nó không có nó thấm sâu, thấm rất là nhanh chóng, và các cái collagen trong cái thành phần collagen trong này là một cái thành phần collagen từ biển, tảo biển. Do đó nó sẽ giúp cho da của quý vị được săn chắc, mịn màng, và cái sản phẩm này dùng thích hợp cho tất cả mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Và rồi kế đến là có một số quý vị thì cần sản phẩm để làm sáng da. Thì sau đó Thoại Trân xin giới thiệu đến sản phẩm Brightening Serum, là một sản phẩm serum làm sáng da với các chiết xuất hoàn toàn từ các thảo dược trái cây tự nhiên, không dùng hydroquinone, là một cái chất làm sáng da rất là nhanh nhưng mà nó cũng có thể hại cho da của chúng ta. Và kế đến là một cái serum mà rất là được các quý khách hàng của Eileen Mai ưa chuộng, đó là sản phẩm All-in-One Younger Skin Serum. Thì cái serum này thực sự tất cả quý vị với các loại da thường đều dùng họ rất là thích hợp. Chỉ có một số vài trường hợp quý vị da mà quá nhạy cảm, thực sự là quá nhạy cảm, thì có thể thấy cái sản phẩm này nó hơi mạnh hơn chút. Thì trong sản phẩm này nó như là một cái cocktail, cái sinh tố vậy đó, tại vì nó bao gồm tổng hợp các loại, rất là nhiều loại vitamin, vitamin A, B, C, E, rồi coenzyme Q10 vân vân, và các loại chiết xuất của trái cây organic, thì nó sẽ giúp là tăng tốc, tăng cường cái chu kỳ tái tạo da, tái tạo tế bào da cho chúng ta. Nó sẽ giúp da của chúng ta săn chắc hơn, nó xe khít lỗ chân lông, và nó sẽ giúp làn da của chúng ta được mịn màng và tươi sáng hơn. Thì ngoài ra Eileen Mai cũng còn các sản phẩm kem dưỡng làm sáng da vitamin C, rồi có sản phẩm kem dưỡng tảo biển rất là đặc biệt, rất là thích hợp cho quý vị có làn da nhờn hoặc là bị mụn. Thì cái kem dưỡng tảo biển đó nó sẽ cung cấp các vitamin khoáng chất cho làn da của quý vị, đồng thời nó sẽ giúp gọi là điều tiết cái lượng nhờn tiết ra để cho da chúng ta đừng có quá bị nhờn. Rồi ngoài Eileen Mai còn có các sản phẩm chăm sóc cơ thể, có sữa tắm, có cái tẩy tế bào chết, rồi có dưỡng môi nữa. Dưỡng môi, dạ đúng rồi, có các sản phẩm dưỡng môi mà có chống nắng SPF 15, và còn ngoài ra còn có các sản phẩm để dành cho spa, nghĩa là cho những người chuyên làm facial đó, thì gọi là professional á chị. Thì Eileen Mai cũng có các sản phẩm dành riêng cho những người professional để làm spa, làm cho khách hàng. Thì thời gian cũng có hẹn, một câu hỏi thật là nhanh cho em. Hiện giờ nếu mà khách hàng muốn mua sản phẩm của Eileen Mai thì phải mua, tìm mua ở đâu hả em? Các sản phẩm chăm sóc da của Eileen Mai thì được bán ở nhiều đại lý San Jose, Sacramento, San Francisco và Oakland. Thì quý vị muốn tìm mua sản phẩm Eileen Mai có thể gọi cho đại diện phân phối ở Bắc Cali ở số điện thoại là 408-677-0696 để được hướng dẫn đến tìm mua ở đại lý gần nhất, hoặc quý vị có thể mua qua trang nhà ở địa chỉ worldwideweb.khoedeptuyennhien.com. Cảm ơn sự chia sẻ của Thoại Trương và hy vọng mình gặp lại trong chốc show lần tới. Và một lần nữa, nếu quý vị muốn tìm mua mỹ phẩm Eileen thì mỹ phẩm Eileen Mai có đại lý ở San Jose, Oakland, Sacramento. Quý vị có thể gọi số điện thoại 408-677-0696 để được hướng dẫn đến đại lý gần nhà, hoặc vào mua trực tiếp qua mạng tại trang nhà www.khoedeptuyennhien.com hoặc www.eileenmai.com.
Em có muốn gửi lời chào tạm biệt với khán giả đài truyền hình Vietnam TV không? Dạ, Thoại Trân xin gửi lời chào đến quý khán giả của đài truyền hình Vietnam TV. Dạ, em xin chào chị Thanh Thúy. Cảm ơn Thoại Trân và cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả, và Thanh Thúy xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình lần tới.